Sếp boy á, sếp boy hả? Thảo Mai à? Cũng hóa nè. Viết thư một lúc trong 4 câu. Mấy cái chị Hà bán rau cỏ ở chợ con gái cô ấy đấy. Tính bà ấy là mê bố mày kinh khủng luôn. À, cậu quay này xong tí đó mày cứ gửi cho bạn gái thế là tìm cũng được hiểu không? Đeo phần con đỏ. Họp đại gia đình. Cái này ra nó vả vũ mồm. Lắc cái gì mà lắc? Thôi mày ơi, mình lên đi nào không biết đấy. Ờ thôi đây, cho sao mày đen đi lùng. Xăng nhờ, vả nhờ. Không biết bỏ. Thôi vả, vả, làm cho tôi tưởng điều thì chết. Bố mẹ mà bảo bảo ba cũng thế nào bảo bảo cụ đấy, thế mà nó đến bảo con bố đây nhá, nấp ở trong này không có buồn, thấy không, bắt cái này trốn đấy, trốn cái trốn cái trốn cái cho nên bày nhiều hơn bà ấy chứ không có thời khác nhau như bà đi ra thời ngày xưa rồi nói thời hiện tại thời nào thời nào cũng có gái tình cảm cũng có thời gian này con gái gái nhân tình người khác nhau đi thế rồi thôi được rồi người bây giờ mày mày cứ tùy, đây là bà chia sẻ kinh nghiệm thôi. Cứ tùy tùy chọn thôi đến. Còn mà... cháu vẫn là người ấy. Trải qua đầy. Từng nhiều có một người bạn bao tuổi chú này. Trải qua đầy, trải qua đầy. Đây bảo không. Em biết người đâu, trải qua đầy. Thế em đọc đâu? Cái điện thoại hả? Vâng.